cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa gọi. Với trang tin mừng hôm nay, chúng ta học được 3 điều cốt yếu. Cầu nguyện để gắn kết với Chúa, lắng nghe ơn gọi để hiểu rõ Chúa đang mời gọi chúng ta vào sứ vụ nào, và cuối cùng, dấn thân vào sứ vụ yêu thương, phục vụ tha nhân. Chúng ta hãy noi gương Chúa Giê-xu trong đời sống cầu nguyện và phục vụ, để chính cuộc sống của chúng ta trở thành lời chứng sống động cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Hôm nay chúng ta thấy Chúa Giê-xu chọn 12 tông đồ và chữa lành nhiều bệnh tật. Nội dung chính của đoạn tin mừng này giúp chúng ta suy nghĩ về 3 khía cạnh quan trọng trong đời sống đức tin: cầu nguyện, ơn gọi và sứ vụ. Trước khi đưa ra quyết định quan trọng là chọn các tông đồ, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện suốt đêm. Đây là một bài học rất quý giá về sự quan trọng của cầu nguyện. Chúa Giê-xu, dù là con Thiên Chúa, vẫn không bao giờ xa rời sự kết hợp mật thiết với Chúa Cha. Ngài đã dành thời gian để cầu nguyện, tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa trước khi thực hiện các sứ vụ quan trọng. Chúa Giê-xu đã lên núi để cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn các tông đồ. Điều này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong mọi quyết định lớn nhỏ của đời sống. Chúng ta cần tìm đến Thiên Chúa để lắng nghe và tìm hiểu thánh ý Ngài. Qua sự cầu nguyện, chúng ta không chỉ kết nối với Chúa mà còn được soi sáng và nhận được sức mạnh để thực hiện sứ vụ của mình. Cầu nguyện là nền tảng của đời sống Kitô hữu. Nó giống như hơi thở, là mạch sống nuôi dưỡng đức tin của chúng ta. Khi cầu nguyện, chúng ta không chỉ đơn thuần là xin ơn, mà còn là sự gặp gỡ, đối thoại và thân mật với Thiên Chúa. Chính qua cầu nguyện, chúng ta khám phá ra sự hiện diện yêu thương và lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống mình. Chúa Giê-xu đã cho chúng ta một mẫu gương tuyệt vời về việc cầu nguyện. Trước khi chọn các tông đồ, Ngài lên núi cầu nguyện suốt đêm. Điều này cho thấy Chúa Giê-xu luôn gắn bó với Thiên Chúa Cha trong mọi quyết định quan trọng. Ngài không bao giờ hành động theo ý riêng, mà luôn tìm kiếm Thánh Ý Cha qua cầu nguyện. Chúng ta hãy tự hỏi, liệu trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có dành thời gian để cầu nguyện và gặp gỡ Chúa không? Hay chúng ta chỉ cầu nguyện khi gặp khó khăn? Cầu nguyện không phải là việc chỉ làm khi cần xin ơn, mà là một sự kết nối liên tục với Chúa. Khi sống trong sự cầu nguyện, chúng ta sẽ cảm nhận được sự bình an và dẫn dắt của Ngài. Cầu nguyện và lắng nghe chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là chúng ta có sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa không? Thiên Chúa luôn có một kế hoạch cho mỗi người chúng ta. Nhưng kế hoạch đó chỉ có thể thực hiện khi chúng ta can đảm nói lời xin vâng với Ngài. Giống như mẹ Maria đã thưa khi sứ thần Gabriel truyền tin. Lời mời gọi của Chúa đôi khi không dễ dàng. Nó có thể đòi hỏi chúng ta từ bỏ những thứ chúng ta quen thuộc hoặc hy sinh những điều chúng ta quý giá. Nhưng nếu chúng ta tin tưởng vào sự dẫn dắt của Ngài, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa luôn ban cho chúng ta đủ ơn để thực hiện nhiệm vụ của mình. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa không mời gọi chúng ta vì chúng ta hoàn hảo, mà vì Ngài yêu thương và muốn chúng ta cộng tác với Ngài trong việc xây dựng nước trời. Chúa đã chọn các tông đồ, những người rất bình thường, để trở thành những cột trụ của giáo hội. Ngài cũng chọn mỗi người chúng ta, dù với những khiếm khuyết, để thực hiện công việc của Ngài trong thế giới này. Chúa Giê-xu đã chọn những con người rất bình dị làm tông đồ, không phải là những người giàu có hay có quyền lực, mà là những ngư phủ, người thu thuế, và những con người với nhiều giới hạn. Điều này dạy chúng ta rằng, ơn gọi không phụ thuộc vào khả năng hay địa vị xã hội, mà phụ thuộc vào sự sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta cũng có một ơn gọi riêng trong đời sống, và chúng ta cần mở lòng để lắng nghe và sẵn sàng theo Chúa. Chúa Giê-xu đã chọn 12 tông đồ giữa đám đông dân chúng. Những người được chọn không phải là những người quyền quý hay có địa vị trong xã hội, mà là những ngư dân bình dị, những người tầm thường, thậm chí có người là thu thuế, người mà xã hội khinh miệt. Nhưng Chúa đã chọn họ, không phải vì họ hoàn hảo, mà vì lòng yêu thương và kế hoạch của Thiên Chúa. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, ơn gọi của Thiên Chúa không phụ thuộc vào khả năng hay quá khứ của chúng ta. Thiên Chúa có thể chọn bất cứ ai để thực hiện công việc của Ngài. Chúng ta chỉ cần mở lòng, sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Ngài. Sau khi chọn các tông đồ, Chúa Giê-xu đi xuống núi, gặp gỡ đám đông dân chúng, giảng dạy và chữa lành cho những ai đau yếu. Sứ vụ của Chúa Giê-xu là đem tình yêu và sự chữa lành đến với mọi người,
nhất là những người đau khổ, bệnh tật và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đây cũng là sứ vụ mà mỗi Kitô hữu được mời gọi tham gia. Sau khi được Chúa gọi, chúng ta không chỉ sống cho riêng mình, mà còn phải ra đi, đem tình yêu, lòng thương xót của Chúa đến cho những người khác. Chúng ta được kêu gọi làm những tông đồ giữa đời, phục vụ, an ủi và nâng đỡ những người xung quanh, nhất là những ai đang cần sự giúp đỡ. Cầu nguyện, lắng nghe và sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa là ba bước quan trọng trong hành trình đức tin của chúng ta. Chúng ta hãy dành thời gian mỗi ngày để cầu nguyện, để lắng nghe và nhận ra thánh ý Chúa, và cuối cùng là sẵn sàng nói, xin vâng với Ngài. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm và tin tưởng để bước theo tiếng gọi của Ngài, bất kể con đường đó có khó khăn thế nào. Nhờ đó, chúng ta sẽ trở thành những tông đồ nhiệt thành, mang tình yêu và ánh sáng của Chúa đến với thế giới này. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết noi gương Ngài trong việc cầu nguyện, lắng nghe và sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết dấn thân vào sứ vụ yêu thương, phục vụ tha nhân, đem ánh sáng của Chúa đến cho thế giới. Amen.